Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dàn sao Hoa Ngữ lên Hot Search năm 2021, bất ngờ vị trí của Tiêu Chiến và Triều Lệ Dĩnh. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2021, bạn đã theo đuổi những bộ phim truyền hình nào trong năm nay? Thị trường phim ảnh Hoa Ngữ năm 2021 vô cùng sôi động. Hai nam thần hàng đầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã trở lại. Thành công lớn của bộ phim Sơn Hà Lệnh đưa tên tuổi của Cung Tuấn vươn lên trở thành một ngôi sao mới. Danh sách top những ngôi sao showbiz chiếm sóng Hot Search nhiều nhất trong năm 2021 đã được công bố. Hãy cùng hóng hớt showbiz điểm qua những gương mặt ấy là ai nhé. 5. Dương Mịch. Nửa đầu năm 2021, Dương Mịch trở lại với bộ phim điều tra phá án Bạo Phong Nhạn. Đây là nỗ lực của Dương Mịch trong việc chuyển mình trở thành diễn viên phái thực lực. Dù tác phẩm không thành công nhưng cũng góp phần đa dạng về các thể loại vai mà cô nàng đảm nhận. Cuối năm 2021, thêm một bộ phim mới của nàng Tiểu Hoa mang tên Hồng Châu Phu Nhân được ra mắt, những kết quả rating cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi. Sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch không được như mong đợi trong năm nay, có vậy đi chăng nữa cũng không hề làm lung lay vị trí nữ hoàng lưu lượng của cô nàng. Nhất cử nhất động của Dương Mịch đều trở nên hot hòn hòt, chỉ cần cô xuất hiện là tạo thành đề tài cho dân mạng bàn tán, giá trị thương mại vẫn luôn nhận đầu trong top đầu nữ minh tinh. 4. Địch Lệ Nhiệt Ba. Nữ minh tinh chiếm thứ hạng cao nhất trong danh sách này cũng như tạo được sự chú ý nhiều nhất trong năm vừa qua chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm 2021, Nhiệt Ba cũng có hai bộ phim ra mắt, đó là Trường Ca Hành và Em Là Niềm Kiêu Hạnh Của Anh. Mặc dù thành tích của Trường Ca Hành chỉ ở mức bình bình, nhưng sức hút của mỹ nhân Tân Cương quá là mạnh mẽ. Tên tuổi của cô cùng với bộ phim liên tục chiếm sóng Hot Search. Trong nửa cuối năm, Em Là Niềm Kiêu Hạnh Của Anh ra mắt càng đẩy cao sức nóng cho Nhiệt Ba. Thành công của bộ phim cho thấy nàng thơ nhà Gia Hành rất có tiềm năng trở thành nữ hoàng rating thế hệ mới. Năm 2021 chắc chắn là thời khắc bùng nổ quan trọng đối với Địch Lệ Nhiệt Ba. Sức nóng và danh tiếng của cô nàng hiện tại chẳng kém gì hai đàn chị Dương Mịch và Triều Lê Dĩnh. Bên cạnh những bộ phim ra mắt, Nhiệt Ba rất chăm chỉ trên phim trường khi góp mặt diễn chính ở hai dự án cổ trang đáng chú ý là Ngự Giao Ký kết hợp cùng với Nhậm Gia Luân và An Lạc Truyện Nên Duyên Cùng Cung Tuấn. Hồng Hớt Si Bích cảm thấy hai tác phẩm này sẽ làm nên chuyện trong năm sau cho mà xem. 3. Vương Nhất Bác. Mình không quá bất ngờ khi Vương Nhất Bác đứng thứ 3 trong danh sách này, vì vốn dĩ anh đang là ngôi sao hot của làng giải trí. Nửa năm đầu anh hợp tác với Triều Lê Dĩnh trong bộ phim Võ Thuật Cổ Trang Hữu Phỉ. Cuối năm nay anh lại trở lại với tác phẩm Phong Khởi Lạc Dương. Hai bộ phim truyền hình đều mang lại cho Vương Nhất Bác sức nóng, giúp danh tiếng của anh chàng luôn ở mức cao chứ không hề bị hạ nhiệt. Hiện tại nam minh tinh đang tìm kiếm sự đột phá cho bản thân. Khi tham gia bom tấn điện ảnh Vô Danh, có cơ hội hợp tác cùng ảnh đế Lương Triều Vị. Hy vọng Vương Nhất Bác sẽ mang lại luồng gió mới đến cho khán giả và chứng minh cho mọi người thấy năng lực thực sự của bản thân mình. 2. Cung Tuấn. Cung Tuấn là ngôi sao mới sáng giá nhất năm 2021. Anh chàng trở thành nam thần thế hệ mới nhờ vào thành công của bộ phim Sơn Hà Lệnh và giành vị trí thứ 2 trong danh sách chủ đề tìm kiếm hot năm 2021. Trước sự bùng nổ của tác phẩm đam mị này, Cung Tuấn chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi kém tên tuổi. Từ khi nổi tiếng, rất nhiều dự án phim ảnh, hợp đồng quảng cáo tìm đến tay nam minh tinh, tiêu biểu là bộ An Lạc Truyện kết đôi cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra trong năm nay, nam minh tinh cũng tham gia nhiều chương trình giải trí, độ hot liên tục gia tăng và duy trì dù cho Sơn Hà Lệnh đã kết thúc. Nhắc đến Cung Tuấn thì hóng hớt gì biết thật tiếc cho Trường Chiết Hạn. Giá như nam minh tinh không gặp phải sự cố thì chắc hẳn đã có tên trong danh sách này rồi. 1. Tiêu Chiến. Dẫn đầu danh sách này vô cùng thuyết phục mà chẳng ai có thể bàn cãi chính là Tiêu Chiến. Xét về lượng thảo luận, sức nóng thì gần như Tiêu Chiến chẳng hề có đối thủ ở thời điểm hiện tại. Năm 2021 có thể nói là một năm vô cùng may mắn và thành công rực rỡ của ngôi sao Trần Tình Lệnh khi anh chàng có màn trở lại ngoạn mục. Đầu năm, bộ phim Đấu La Đại Lục đánh dấu sự tái xuất của Tiêu Chiến với thành tích khá ấn tượng khi tích lũy được hơn 5,6 tỷ lượt xem. Bộ phim cũng chiếm ngôi vương phim chiếu mạng web drama hot nhất năm 2021 của Tencent. Hiện tại, nam minh tinh vẫn còn hai tác phẩm nổi bật đang chờ đợi lên sóng, đó là Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn và Ngọc Cốt Giao. Đặc biệt, Dư Sinh là tác phẩm khá nhiều trắc trở của Tiêu Chiến khi dời lịch không biết bao lần. Dù vậy thì các lượt xem trailer của bộ phim đã phá mốc 100 triệu lượt xem, cho thấy sức nóng từ tên tuổi của nam minh tinh lớn như thế nào.
Ngoài năm thứ hạng dẫn đầu, Nhậm Gia Luân, Dương Dương, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc và Dương Tử lần lượt chiếm thứ hạng từ 6 đến 10. Những vị trí này phản ánh khá chính xác về độ hot và số lượng phim ra mắt của các ngôi sao Hoa ngữ. Trong danh sách này, Hồng Hớt Xì Bích khá bất ngờ trước thứ hạng của Cung Tuấn. Dù chỉ là một ngôi sao mới nổi, nhưng anh chàng đã vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn, nặng ký để giành lấy vị trí Á quân của bảng xếp hạng. Chỉ xếp sau Mỗi Tiêu Chiến, qua đây cho thấy tiềm năng và tương lai của Cung Tuấn vô cùng sáng lạn, rộng mở. Còn bạn đánh giá như thế nào về danh sách này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới bài viết nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.